chào mừng đến với thử tài đọc trailer trên kênh TV Star SCTV 11. Chúc Linh và chương trình thử tài đọc trailer xin hân hoan chào đón tất cả quý vị khán giả vào khung giờ quen thuộc của chương trình 20:45 trên kênh TV Star SCTV 11. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta hãy làm quen với một bạn khán giả ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là ai? Quý vị hãy cùng Chúc Linh lắng nghe nhé. Mùa hè này trên TV Star. Khi nào con lấy chồng? Khi nào con lấy chồng? Khi nào con lấy chồng? Năm nay 30 tuổi rồi, năm sau là 31, năm sau nữa là 40. Lúc 20 giờ. Giải quyết sao đây? Lấy thân đình đá nha. Cái gì? Cậu có điên hay không vậy? Chào đón sự xuất hiện của cặp đôi hoàn cảnh. Quen bao lâu rồi? Chưa đầy 1 tháng. Quen ở quán bar, tình một đêm. Bây giờ hãy nhìn cô dâu đắm đuối đi. Không phải oan gia, không cùng nhà. Thấy ngon? Ngon lắm á. Thức ăn của chó đó. Đón xem Vận May Hoa Đào lúc 20 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Với bộ phim Vận May Hoa Đào, chúng ta vừa được nghe giọng đọc của khán giả Marina. Bạn đang sống ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thể loại phim mà bạn yêu thích là phim tình cảm, kinh dị. Vì rất yêu thích công việc lồng tiếng, thuyết minh và đọc quảng cáo, nên bạn Marina của chúng ta đã quyết định tham gia cuộc thi thử tài đọc trailer thưa quý vị. Tạm biệt bạn Marina, xin mời quý vị hãy lắng nghe bài dự thi của một bạn nam ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để xem bạn ấy thể hiện như thế nào nha. 30 năm trước, vào một ngày định mệnh, mẹ ơi, bà con chết rồi. Khi gánh nặng cuộc đời đè lên đôi vai gầy yếu, không còn lựa chọn nào khác ngoài làm gì, tôi làm mọi cách để con cái được ăn no và được đi học. Và hôm nay, tôi vẫn luôn cố gắng sống thật tốt. Nhưng cuộc sống vốn không yên ả. Nhà cửa thì trống rỗng. Đừng có nói gì nữa, mẹ có tiền mà. Trời ơi, mở miệng ra là tiền, chôn vùi trong đống tiền và chết cùng với đống tiền đó đi. Tất cả là do mẹ bà ra đó. Đón xem câu chuyện mẹ tôi lúc 19 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức giọng đọc của bạn Hoàng Minh Tân. Bạn hiện là sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ Pháp, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với bài dự thi gửi về chương trình, bạn Minh Tân cũng có tâm sự rằng dù chưa được học qua trường lớp và khả năng còn giới hạn, nhưng nếu có cơ hội đến với công việc lồng tiếng hay đọc trailer, mình sẽ rất trân trọng đó, vì đây là niềm yêu thích đã có trong mình cách đây 4 năm trước. Cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho khán giả xem đài được trải nghiệm những điều mới lạ và tuyệt vời như thế này. Quý vị nào còn chưa tham gia cuộc thi thì hãy nhanh tay thu âm bài dự thi theo mẫu có sẵn, đính kèm thông tin đăng ký cùng với một bức ảnh chân dung và gửi về địa chỉ email thử tài đọc trailer@sctv.vn trước ngày 25 hàng tháng. Và nếu còn có thắc mắc gì về thể lệ tham gia hay nội dung bài dự thi, xin mời quý vị hãy truy cập vào website www.sctv.com.vn của chúng tôi. Hãy tự tin theo đuổi ước mơ theo cách của riêng mình quý vị nhé. Thử tài đọc trailer, một sân chơi mới lạ duy nhất trên kênh TV Star SCTV 11. Thử tài đọc trailer, khẳng định sự khác biệt.